Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cá Cảnh và Chị Miền Tây của mình. Bữa nay mình lại tiếp tục lên một số cá là hang giá rẻ. Trong quá trình quay thì mình sẽ đọc mã số và giá tiền của từng con. Anh em nào yêu thích con nào thì có thể chọn mua ủng hộ và nhắn tin qua số Zalo hoặc tin nhắn SMS. Ở đây là khu vực Đồng Tháp nha anh em. Do đó cá có đầu vận chuyển xa thì có thể bị tuột đầu. Do đó anh em cũng thông cảm vấn đề này. Vì mình chịu khó ngày đầu mình không cho ăn, qua ngày hôm sau mình sẽ cho ăn lại thì con cá nó sẽ hồi lại từ từ lại. Nói chung đối với những con cá nào size to thì địa điểm nào mình nhắm vận chuyển cá tới nó còn sống an toàn mình mới vận chuyển cho anh em nha. Còn khu vực nào xa quá thì mình không có vận chuyển được, thì chỉ vận chuyển được những con cá nhỏ thôi. Nhỏ chẳng hạn như một ngón trở xuống thì đi xa rồi được. Tại vì những con cá nhỏ thì nó chưa có đầu thì vận chuyển xa thì nó ít có bị sốc hơn. Còn những con cá có đầu thì vận chuyển xa với thời gian lâu thì nó sẽ bị tuột. Bữa nay mình lên mã R1 giá 300k. Đây, con này size 2,5 ngón nha anh em. Con này rất là đẹp luôn. Bữa nay anh em nhìn bộ trâu của nó là ưng ý liền nha. Trâu nó rất là ngầu luôn. Con này là một con cam pha lai nha anh em, chứ nó không phải là con thái châu đâu. Bộ châu ánh kim rất là mạnh, đuôi rất là đẹp. Mấy con này mình chỉ mới lên hồ ngày hôm qua thôi đó. Nói chung là cái đầu nó cũng xịp đi chút đỉnh đó, chứ nó cũng nó về mình hút lại là con to lắm nha. Con này size 2,5 ngón, cỡ 2,5 ngón đó. R1 giá 300k. Rất là đẹp luôn. Đây mình ướm tay thử vô cho anh em xem. Trâu con này sáng rất cực kỳ luôn. Kế tiếp là mình qua mã R2. R2 là một con máy nha. Anh em nào mua hụt con máy, mấy con máy ở clip trước thì có thể chọn mua con máy này nha. Con máy này size cũng hơn 2 ngón. Máy này mình nghĩ là nó cũng, nếu mà gà trống một thời gian nó cũng sắp xả rồi. Con này khá đẹp luôn. Máy này dáng cũng ngắn vừa nha. Giá 140k, khá rẻ luôn. Size hơn 2 ngón tí. Con máy này thay đổi trâu. Anh em nào có trống đem về kè luôn. Ngon lành. Cá máy. Bên đây cũng có một số cá mà nó bị xịp đầu rồi. Mấy bữa nay nước quá lạnh, có sưởi nó cũng không có lên nổi. Tiếp theo là mã R3. Mã R3 giá 280k. Đây ngon lành, con này dáng ngắn. Anh em nào thích mấy con dáng ngắn thì chọn con này nha. Con này cũng ở trong bầy Campa Lai ra luôn, rất là đẹp. Đây size cá đây. Hơn 2 ngón nha anh em. 2,5 ngón, tầm 2,5 ngón. Anh em nào tay to thì nó chỉ hơn 2 ngón thôi. Tay của mình thì cỡ 2,5 ngón. Con này đuôi kỳ đồ xè khích luôn nha. Giá 280k. Đuôi vẫn còn ánh kim rất là mạnh nha. R3 giá 280k.
Con này cũng có lý, sao mình không có ghi mã số ta. Bỏ qua một bên đi. Mấy con này nó đang xịp đầu à. Mấy con này nó cũng đang xịp đầu, mình không có quay nha. Để qua mấy bữa sau đi. Kế tiếp là mã R4. Mã R4 giá 160k. Rồi anh em nuôi trải nghiệm luôn. Con này thì đuôi nó hơi nhỏ, đuôi nó không có to lắm. Được cái đậu lên rất là to nha. Anh em nào mới tập nuôi thì mình chơi mấy con này cũng khá dễ luôn. Đối với mấy con có đầu như vậy, vận chuyển xa nó sẽ dẹp đầu nha anh em. Thì 1-2 ngày sau nó hồi lại bình thường hết. Nói chung anh em nuôi giữ nhiệt độ sao cho nó ổn định từ 28 đến 30 độ là con cá lên đầu rất là nhanh. Còn nhiệt độ tầm 26 trở xuống thì cho ăn nhiều con cá nó cũng hơi nhát nha anh em. Nhiệt độ lạnh con cá này nó nhát. Con cá này nó chỉ nhát ở nhiệt độ lạnh. R4 giá 160k. Kế tiếp là mã R5. Mã R5 giá 100k. Đây con R5 đây. R5 size 1,5 ngón nha. 1,5 ngón thôi. Giá 100k. Con này dáng ngắn nha. Giá 100k. Bên đây cũng còn một số cá này. Đây mấy con này nó cắn lộn rồi lưu hụt dưa. Mấy con này để 1-2 ngày nữa nó liền đuôi lại, mình quay cho anh em xem nè. Cắn lộn cách đuôi hết. Kế tiếp là mã R6 giá 120k. Con R6 đây. Con R6 size cũng tầm 1,5 ngón nha. Dáng ngắn, có đầu ngon lành. Giá 120k. Mấy con này thì vận chuyển xa thì rất là dễ nha. Tại size nó cũng còn khá nhỏ. 1,5 ngón. R6 giá 120k. Tiếp theo mình sẽ quay một số cá còn lại luôn. Kế tiếp là mã R7. Mã R7 giá 150k. Con này là size hơn 2 ngón. Con này anh em muốn đẹp thì mình nuôi mấy cái hồ phong hơi sậm sậm tí, hơi tối tí là cá nó chả gã màu đẹp. Này là do hồ phong trắng nha. Trắng nó hơi ánh bạc nhiều. R7 giá 150k. Size hơn 2 ngón. Kế tiếp là mã R8. R8 là một con máy. Anh em nào mua hụt máy ở mấy clip trước thì có thể chọn mua con máy này về kè hoặc tập cho sinh sản được, ngon lành. R8 giá 100k. Con máy size tầm 2 ngón thôi. Đối với cá máy thì anh em về không có thả vô liền nha, mình kè với cá trống nha. Kè với cá trống một thời gian mình thấy nó quen quen thì mình thả vô quan sát nha. Nếu mà hai con nó không có làm dữ quá thì mình để luôn, còn nó cắn quá thì mình ngăn ra nha. Làm như thế thì 1-2 lần thì nó mới quen nha, rồi mới thả vô chung được. Nhiều khi mình không biết mình thả vô nó cắn dữ lắm.
kế tiếp AR9 là cũng là một con máy giá 100k, còn con máy này màu đỏ nó cũng khá nhiều nè. Tay con này size chứ cũng hơn 2 ngón, dáng cũng ngắn nha. Thấy con này thì nó ăn hao mồi dữ dằn lắm nha. Mỗi lần mình mua tép thì mình sợ nhất là cho mấy con cá máy ăn, nó ăn hầu như là gấp đôi của cá trống. Cá máy á, con cá trống ăn thì thấy lớn nha, còn cá máy ăn thì thấy lớn rất là chậm. Chắc mình nghĩ là nó đang nuôi trứng, nuôi trứng thì nó lớn chậm nha. Đây mã AR9 giá 100k một con máy. Đây con máy này size hơn 2 ngón nha, size nó cũng gần 2,5 ngón. Máy này hôm qua mình thả trong thao nó đỏ dữ lắm, này đưa vô cái hồ trắng nó bị lợt, hôm qua là đỏ rực luôn. Máy này mình nó đỏ hơn phần nữa nha nè, và nó được cái đuôi cũng đỏ luôn. Giá 100k máy AR9. Tiếp theo là một con cam pha nhí. À, nước quá lạnh ở ngoài nó áo áo mà khó thấy. AR10 giá 70k một con cam pha nhí. Đây con cam pha nhí, cam pha nhí mình cũng hết rồi nha anh em. Còn mấy con mình quay hết luôn nha. Giá 70k, con này size 1 ngón nha. Giá 70k. Con này cái đuôi nó bắn trâu trễ nha nè. Bắn trâu mới size 1 ngón mà giờ nó bắn mới lai gai à. Anh em về nuôi trải nghiệm rồi cũng khá ok luôn. Mấy size này nuôi cũng dễ rồi. AR10 giá 70k. Tiếp theo là AR11 giá 80k. Con này cũng một con cam pha nhí luôn. Cam pha nhí đây. Mấy con cam pha được cái bộ trâu rất là đẹp nha. Trâu nó đẹp sáng, ánh kim mạnh. Con này có tố chất, anh em nào về có thức ăn kích màu mình hút nó sẽ lên thịt đỏ nha. Mấy con này hút là lên màu đỏ ao hết. Giống như mấy con đợt trước mình có mấy con nó lên sớm á, lên rất là nhanh. Kế tiếp mình sẽ quay một số cá còn lại luôn. Tiếp theo là mã AR12. Mã AR12 đây. AR12 giá 200k. Một con cam pha nha anh em, cam pha đời ép. Con này là mắt trắng luôn nha. Con này là size hơn 2 ngón anh em ạ. Giá 200k, con này anh em vừa chịu khó mà hút màu nó lên đỏ mới rất là đậm nha. Con này size 2,5 ngón, con này size cũng hơi to. Do đó con này anh em nào ở gần vận chuyển ngon lành nha. Ở xa thì có thể chọn mấy con nhỏ hơn nha. Đây cái con này nó hơi to, vận chuyển xa nó tung dữ lắm. Bộ đuôi mấy con này cũng khá đẹp nha. Anh em nào xem chưa rõ thì mình có thể bật chế độ HD lên hoặc kết bạn qua số Zalo mình gửi clip lại cho anh em xem kỹ hơn nha. Con này anh em gì chịu khó hút rất là đẹp. Con này mình mới lên hồ hôm qua thôi, lên hồ hôm qua nó còn lạ hồ là nó tụt đầu. Chẳng hạn như con này hôm qua rất là đẹp luôn. Con này hôm qua cái màu là độc lạ luôn. Anh em nào thích những con là hán mà độc lạ nè, chọn mấy con này màu độc lạ.
con này để đi vài bữa nó hồi cái màu lại, chứ hồi đầu là anh em coi rất là đẹp, vài bữa nó quay nó còn nhát hồ nó trốn. Kế tiếp là mã R13 đúng không Tiêu ạ? Con R13 nó chui vô trong cái ống hay gì rồi mất tiêu luôn rồi. Nó chui vô đây hả em ơi. Mình bỏ qua con R13 đi. Nãy mình mới nhớ thả vô đây rồi, giờ không thấy luôn. Kế tiếp là mã R14. Mã R14 một con cam pha nhí. Đây con này nó ăn tim bò được mấy ngày mà nó lên màu anh em. Nó đẹp nha. Giá 80k mã R14. Giá 80k con cam pha nhí cài một con. Châu đuôi đang bắn rất là đẹp, màu đang lên rất là đẹp nha. R14 giá 80k. Tiếp theo là mã R15. Là một con ghép rất là đẹp. R15 giá 300k. Con này size hơn 2 ngón tí. Con này thì anh em chịu khó thúc tép cho cái đầu nó lên thôi. Còn màu nó đang phát triển là tốt luôn. Đuôi kỳ độ khích ngon lành nè. Giá 300k mã R15. Là đẹp luôn. Con này phía sau đuôi nó cũng có một cái phần lên màu cam này nè. R15 giá 300k. Kế tiếp là mã R16. R16 cũng giá 300k luôn nha. Anh em nào mua hộp con R15 có thể chọn qua con R16. Con R16 size 2,5 ngón đó. Nó hơi to hơn cái con R15 một tí nha. Đây con R ở trên này nó bị cắn lộn chạy một tí nha. Mấy chỗ đó anh em về nuôi khoảng vài bữa tự nó liền nó hết. Con này nó cũng đang lên màu rất là tốt luôn. Con này thì cam pha lai nha. Con này cam pha lai. Con này anh em nào biết nuôi mua về mình thúc màu lên là tuyệt vời luôn. Nuôi tầm tháng là nhìn không ra luôn. Còn em nào mới tập nuôi thì không nên mua con này nha. Mới tập nuôi đem về mà không biết đường là nó tụt. Mới tập nuôi mình mua con cỡ chừng 200 trở lại thôi, 200 trở lại rồi nuôi ngon lành. Nuôi mấy con cá rẻ tiền tí thì tâm lý nó vững hơn nha. Thường mình mua mấy cá mắc tiền quá mình đem về mình kỹ quá hoặc mình làm không đúng cách thì nó bị sụt tụt đầu rất là nhanh nha. Kế tiếp là mã và cuối cùng là mã R17. Bữa nay mình quay 17 con thôi. 1-2 ngày nữa mình sẽ quay nhiều hơn tí. Cuối cùng là mã R17 giá 250k. Con này màu đẹp luôn. Con này size 2,5 ngón nha. Anh em nào thích màu độc lạ thì chọn mua mấy con này. Mấy con này về chơi vô mấy hồ cộng đồng mà cũng ngon lành. Con này ở hồ trắng nhưng mà vẫn giữ được màu ngon lành, giữ được màu đen rất là đẹp. Đây cũng còn một số cá nhưng mà nó đang bị tụt đầu anh em ạ.
Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Anh em nào có xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn.